Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 7 tháng 5 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại khép lại tuần giao dịch bằng một phiên giảm rất mạnh, giảm 33,70 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ giảm là 1,64%, hiện tại đứng ở mức 2016,36 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày trước giờ đóng cửa phiên này, mức thấp nhất là 1.999,36 đô la Mỹ và mức cao nhất là 2.052,92 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ khép lại tuần giao dịch bằng một phiên giảm nhẹ, giao dịch ở mức 101,282 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin hiện tại trong xuống giảm khá mạnh với tỷ lệ giảm là 2,46%, giao dịch ở mức 28.800 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 1,74%, khép lại tuần này ở mức 3,441% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô đóng cửa tuần này cũng bằng một phiên tăng rất mạnh với tỷ lệ tăng là 3,97%, giao dịch ở mức 71,300 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Mặc dù giá vàng trên thị trường thế giới kết thúc phiên giao dịch cuối tuần bằng một phiên giảm mạnh, tuy nhiên tính chung cho cả tuần thì giá vàng trên thị trường thế giới vẫn tăng 1,3% giá trị. Theo các nhà phân tích thì những lo ngại về điều kiện tín dụng và cuộc tranh luận về trần nợ tại Mỹ sẽ giữ giá vàng ở mức cao lịch sử trong vài tháng tới. Thị trường vàng giảm trong phiên giao dịch cuối tuần khi mà nỗi sợ của khủng hoảng ngân hàng lắng xuống và báo cáo việc làm tháng 4 của nền kinh tế số 1 thế giới tốt hơn so với dự kiến. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã giảm trở lại, mức thấp nhất trong vòng 53 năm là 3,4%, trong khi mà nền kinh tế đã tạo ra được 253.000 việc làm vào tháng trước đó. Theo Jamie Ahmad, nhà phân tích trưởng của Comparable cho biết, thị trường việc làm Mỹ đang cho thấy khả năng phục hồi rõ ràng mặc dù lãi suất tăng mạnh trong năm ngoái. Khả năng phục hồi này sẽ giúp cho các nhà hoạch định chính sách của Fed đủ kiên nhẫn để tiếp tục theo dõi dữ liệu kinh tế trước khi mà đưa ra bất kỳ quyết định nào về triển vọng chính sách tiền tệ trong tương lai. Theo Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao của ONA nói rằng những lo lắng về cuộc khủng hoảng ngân hàng dường như đã biến mất, tuy nhiên câu chuyện này sẽ không sớm biến mất như thế. Nhìn chung thì rủi ro vẫn tăng cao, các điều kiện tín dụng sẽ tiếp tục thắt chặt. Và với cuộc họp của Tổng thống Mỹ ông Joe Biden để đàm phán về trần nợ, rủi ro sẽ quay trở lại. Trong khi đó, theo nhà kinh tế hàng hóa Edward Garner của Capital Economics cho biết, thị trường vàng sẽ không gặp trở ngại nghiêm trọng nào cho đến khi mà vấn đề trần nợ và tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng được giải quyết. Washington hiện tại đang bế tắc về việc tăng trần nợ, điều này làm tăng nguy cơ vỡ nợ vào ngày 1 tháng 6 tới đây. Theo ABC, Goldman Sachs đã cảnh báo trong tuần này rằng bối cảnh kinh tế và chính trị của năm nay là một trong những thách thức lớn nhất. Lần cuối cùng trần nợ thực sự làm rung chuyển thị trường là vào năm 2011 và có một số điểm tương đồng giữa thời điểm đó và hiện tại. Theo ông Garner nhận định, năm 2011, Mỹ đã đạt trần nợ vào ngày 16 tháng 5 và sau nhiều tranh cãi chính trị đã thông qua luật tăng trần nợ vào ngày 1 tháng 8. Vào ngày đó thì giá vàng đã tăng 9% so với tháng trước. Điều này có lẽ là một phần do những lo ngại về tài chính của chính phủ Mỹ. Tất nhiên, những lo ngại tương tự này sẽ xuất hiện trở lại gần đây. Theo Capital Economics, những vấn đề này có thể gây khó khăn cho thị trường vài tháng tới. Điều này sẽ giữ vàng quanh mức giá 2.000 đô la Mỹ trên một ounce. Theo vị chuyên gia Moya cho biết, việc giành lại mức cao kỷ lục trong thời gian ngắn có thể là một thách thức, nhưng vàng có thể sẽ đạt được mức đó một lần nữa. Lạm phát sẽ trở nên khó khăn, điều này sẽ biện minh cho việc Fed duy trì lập trường cứng rắn hơn trong thời gian dài hơn, nhưng triển vọng của vàng là tăng giá. Kim loại quý này có thể lấy lại mức cao kỷ lục không? Cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ đạt được điều đó. Hỗ trợ chính của vàng hiện tại là 1.990 đô la Mỹ và ngưỡng kháng cự đầu tiên có thể là 2.040 đô la Mỹ trên một ounce. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn bột số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào ở mức 66,35 triệu đồng trên một lượng và bán ra mức 67,07 triệu đồng trên một lượng, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra.
Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 66,35 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,05 triệu đồng trên một lượng, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua và giảm 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Với giá nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua, mua vào mức 56,15 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 57,20 triệu đồng trên một lượng, giảm 250.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Đối thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ ở các ngân hàng hiện tại trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay thì vẫn chưa có thay đổi, khi mà được mua vào ở mức 23.250 đồng trên 1 đô la Mỹ và bán ra mức 23.620 đồng trên 1 đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, sau khi mà điều chỉnh tăng nhẹ 15 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì đến thời điểm này chưa có điều chỉnh về giá, hiện tại đang được mua vào ở mức 23.415 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 23.465 đồng trên 1 đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.635.000, bán ra 6.705.000, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, giảm 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Hay là giảm 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, giảm 5.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.635.000, bán ra 6.707.000, giảm 15.000 ở chiều mua, giảm 5.000 ở chiều bán. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.655.000, bán ra 6.715.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.650.000, bán ra 6.710.000. Doji Hà Nội mua vào 6.640.000, bán ra 6.710.000. Phú Quý SJC mua vào 6.640.000, bán ra 6.710.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.642.000, bán ra 6.708.000. Mi Hồng SJC mua vào 6.650.000, bán ra 6.690.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.655.000, bán ra 6.695.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.650.000, bán ra 6.750.000. Ngân hàng Tbank Gold mua vào 6.640.000, bán ra 6.710.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.650.000, bán ra 6.712.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, sau khi điều chỉnh giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, giảm 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Hay là giảm 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và giảm 5.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán ra trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua thì đến thời điểm này chưa có điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6.635.000, bán ra 6.707.000. STC Huế mua vào 6.632.000, bán ra 6.683.000. STC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.707.000. STC Biên Hòa Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 6.635.000, bán ra 6.705.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.637.000, bán ra 6.710.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.635.000, bán ra 6.707.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.633.000, bán ra 6.707.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác, sau khi giảm mạnh trong khoảng từ 104 đến 250.000 đồng trên một lượng, là giảm trong khoảng 10.400 cho đến 25.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, thì đến thời điểm này chưa có điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.615.000, bán ra 5.720.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.615.000, bán ra 5.730.000. Vàng bốn số 9 mua vào 5.600.000, bán ra 5.680.000. Vàng 24K mua vào 5.493.8.000, bán ra 5.623.8.000. Vàng 18K mua vào 4.075.4.000, bán ra 4.275.4.000. Vàng 14K mua vào 3.126.8.000, bán ra 3.326.8.000. Vàng 10K mua vào 2.183.8.000, bán ra 2.383.8.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.